Mình bắt đầu nhá. Anh nhắc lại xem các bạn đang học đến đâu nha. Ở phần các bạn nhìn cái file tổng quát thì đây là toàn bộ chương trình học tạo câu của các bạn. Thì cái phần tạo câu nó sẽ gồm có phần phát âm này, phần tạo ra câu đơn giản bằng các loại từ này. Sau đó mang cái câu đơn giản có động từ đấy đi, các bạn thay đổi hình dạng nó, người ta gọi là chia này. Và sau khi các bạn có câu đơn giản và có động từ chia, các bạn sẽ ghép nó lại với nhau là các bạn sẽ ra câu phức tạp. Và khi các bạn biết câu phức tạp thì các bạn có thể đặt được tất cả các câu tiếng Anh, thì các bạn chỉ cần ghép các câu lại là các bạn sẽ ra đoạn văn thôi. Thì đấy là con đường của các bạn, và xem chúng ta đang đi đến đâu này. Chúng ta đã học xong một phát âm này. Phần phát âm này thì đảm bảo các bạn phải tự đọc của tất cả các từ tiếng Anh nhá. Ở phần từ thì các bạn sẽ có cái nhiệm vụ của chúng ta học từ chính là chúng ta để tạo câu đơn giản. Thì từ các bạn đã học được danh từ này, đại từ này và đang học động từ. Đó. Thì động từ học chưa xong nên thôi anh chưa tô vàng. Bây giờ anh sẽ nói lại kiến thức của các bạn về từng loại từ một nhé. Ở danh từ thì các bạn sẽ có là danh từ có hai loại là danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Ký hiệu trong từ điển của nó là C hoặc là U. Thì các loại từ của các bạn thì đây. Thì các bạn sẽ có 6 loại từ để các bạn dùng để tạo câu. Là danh từ, đại từ, động từ, tính từ, trạng từ và giới từ. Thì nhớ là các bạn nhớ là cái chúng ta sử dụng các loại từ để tạo câu, chúng ta không sử dụng cấu trúc ngữ pháp. Thế nên là cái việc các bạn nắm vững cái cách sử dụng của từng loại từ này rất quan trọng. Đó. Danh từ thì các bạn sẽ nhớ là nó sẽ có hai loại, là loại đếm được ký hiệu là C và loại không đếm được ký hiệu là U. Thì ví dụ các bạn bật từ điển lên, các bạn anh đánh chữ ví dụ như chữ student chẳng hạn, đó thì các bạn thấy nó hiện ở đây là C, có nghĩa là danh từ đếm được. Đó, còn ví dụ anh cho đánh chữ money chẳng hạn, tiền chẳng hạn, tiền thì chúng ta nghĩ là đếm được đúng không, nhưng tiền thì ở đây trong từ điển nó ghi là danh từ U, tức là không đếm được. Và hai loại danh từ C và U này có cách sử dụng khác nhau. Ở đây anh cho các bạn một số danh từ cơ bản rồi, và hôm trước anh cũng gửi cho các bạn cái link Memrise, không biết là các bạn có học không. Nếu các bạn nào mà cần học thì các bạn học ở trên cái link Memrise đấy, đâu nhỉ, một từ vựng này này. Đó, đấy, các bạn học ở trên này xong cái từ, bởi vì anh chỉ sử dụng những cái từ mà anh cho các bạn để anh cho các bạn tạo câu thôi. Ồ, không ai học. Đúng nhỉ, hôm nay là chủ nhật, tức là đúng là không ai học thật. Đấy, các bạn học ở đây nó sẽ có điểm ở đây, anh nhìn điểm ở đây anh biết ngay. Nên ở đây không có bạn nào học. Ok. Thì ở đây anh có cho các bạn một số danh từ C các bạn sẽ sử dụng này. Một số danh từ U này. Thì anh nói rồi cái việc là danh từ đếm được hay không đếm được là phần lớn thì mình có thể suy ra từ tiếng Việt được. Cái gì mà các bạn cảm thấy tách thực ra thành đại lượng một thì các bạn sử dụng là loại đếm được. Còn cái gì mà các bạn không tách thành ra từng đại lượng một thì các bạn không dùng đếm được. Đó, trong đó cái chúng ta dễ nhầm tưởng nhất là tiền thì đếm được, chúng ta hay đếm tiền. Nhưng mà các bạn cũng không đếm tiền, mà các bạn không đếm 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền, mà các bạn đếm cái lượng từ của nó là 1 đô, 2 đô hoặc là 1.000, 2.000, chứ các bạn không đếm 1 tiền, 2 tiền. Đó. Nên là đấy không phải là cái đếm cái tiền này mà đếm cái lượng từ của nó. Thì cái lượng từ sẽ giúp cho sau này các bạn học cái lượng từ sẽ giúp cho các bạn đếm cả các danh từ không đếm được. Nhưng mà cái đấy nó tính sau, bây giờ chưa học đến phần đấy. Danh từ C trong câu các bạn sẽ bắt buộc phải chuyển về một trong 4 trường hợp sử dụng sau. Đó, một trong 4 trường hợp sử dụng sau, không để không dùng một mình nó với tư cách là danh từ đếm được nhé. Tức là không bao giờ có một chuyện là một mình từ Apple đứng trong câu nó chỉ có chữ Apple, mà nó sẽ phải đi với một trong các trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, các bạn thêm chữ S này vào tạo ra nghĩa những, chữ S này thêm vào đằng sau, hay là trường hợp các bạn gọi là thêm tạo ra số nhiều ấy, thì các bạn thêm đằng S vào đằng sau. Ví dụ như các bạn có những chàng trai là boys, những cô gái là girls, những người bạn là friends. Đó. Thì có hai cách đọc chữ S này, cách thứ nhất đọc là S và cách thứ hai đọc là Z. Thì hôm trước anh nói phần phát âm rồi, những danh từ nào mà các bạn tận cùng bằng P này, F này, K này, T này
Thì khi các bạn thêm S vào, các bạn đọc là S. Đây là về phiên âm nhá. Thực ra là mặt chữ thì cũng có thể suy được, nhưng mà nhiều trường hợp mặt chữ nó sẽ bị sai nên là cái phiên âm là đúng nhất. Có 4 trường hợp các bạn sẽ thêm phát âm là S, là 4 trường hợp này là thông dụng nhất. Còn lại tất cả những phần trắng, phần từ âm 9 cho đến âm 14 này thì nó là trường hợp thêm ES chứ nó không thuộc trường hợp thêm S. Cả 15 này nữa, nhưng mà âm 15 thì rất ít trường hợp các bạn kết thúc bằng âm này. Đấy, có 5 âm đấy. Thì khi tận cùng bằng những âm này thì khi các bạn thêm S và các bạn đọc là S, còn lại là đọc là Z. Như vậy phần lớn các trường hợp các bạn đọc là Z, khi thêm số nhiều và các bạn đọc là Z. Trường hợp thứ hai là các bạn thêm ơ vào đằng trước và tạo ra những một. Đó, ví dụ như a boy là một chàng trai, a girl là một cô gái, a friend là một người bạn. Và nhớ là khi đi đằng trước ơ, đi đằng trước nguyên âm thì các bạn chuyển ơ thành ân. Đó. Trường hợp thứ ba các bạn thêm chữ dơ vào. Chữ dơ này nghĩa của nó là đó hoặc là ấy, các bạn thêm đằng trước. Thì các bạn sẽ có ví dụ the boy là người bạn đó, the girl là cô gái đó, the friend. À quên, the boy là chàng trai đó chứ. The friend là người bạn đó, the student là sinh viên đó. Trường hợp thứ tư các bạn thêm dơ là thêm dơ đi với một danh từ số nhiều. Thì các bạn biết là dơ là nghĩa đó ấy, danh từ số nhiều thì nghĩa là những. Nên các bạn sinh ra nghĩa những đó ấy. Đó. Ví dụ the boys là những chàng trai đó, the girls những cô gái đó, the friends những người bạn đó, the students những sinh viên đó. Còn danh từ u thì trong câu nó chỉ có một trường hợp sử dụng duy nhất là giữ nguyên cái dạng của nó, không thay đổi gì cả. Đây là danh từ không đếm được. Các bạn không thay đổi đến hình dạng nó. Như vậy khi sử dụng danh từ trong tiếng Anh thì danh từ C các bạn sẽ có 4 trường hợp sử dụng, những, một, đó ấy hoặc những đó ấy. Danh từ U chỉ có 1 trường hợp sử dụng thôi. Ok. Đó là về danh từ. Anh nói qua lại để cho các bạn, bây giờ cho thử một bạn thực hành đi. Cho các bạn khác thực hành luôn lại cho nhớ nhá. Quỳnh, Nhã Quỳnh này. Bật mic lên thực hành anh. Dạ. Yeah. Rồi anh hỏi nhá. Cái lần này thì anh nhìn trước đã. Rồi. Một con mèo. Dạ, cat. Phát âm sai này, anh bắt phát âm lại 3 lần đấy nhá. Một cái bút. À quên, những cái bút đi. Pens. Pens, ok. Chiếc xe ô tô đó. The car. Đúng rồi. Những người bạn đó. Friends. Những đó. Những your friends. Ok, thế còn những người bạn. Friends. Một cuốn sách. A book. Quả táo đó. À, khi nào dơ đứng trước nguyên âm thì các bạn đọc là gì nhá. The apple. The apple. The apple. Khi nào dơ này đứng trước nguyên âm thì em phải đổi phát âm thành gì, không thì đó là dơ nữa. Rồi những đó đó. The dog. Ok, the dogs. Rồi anh cảm ơn. Rượu nào. À quên. Thị Diệu Lê. Giờ đây. Rồi. Lê Thị Diệu Huyền ấy. Anh gửi tên trên này nó đặc, nó hơi lẫn nên là nói chung là các bạn nào để ý thấy xem đến tên mình thì các bạn bật mic lên nhá. Để chúng ta tiết kiệm thời gian. Để anh sẽ cho bọn em nhìn từ đấy nhá. Rồi, một con mèo. A cat. Tốt, phát âm tốt đấy. Những cô gái. The girls. Những thôi, không có đó. Những người thêm S thôi. Quyển sách đó. À quên, chiếc xe máy đó đi. Các bạn khác tự thực hành theo nhá. The motorbike. Ok. Những quả táo đó. The apples. The apples. Những người bạn. The friends. Một giáo viên. A teacher. Ok, rồi.
Thì khi các bạn vào câu, các bạn cũng sẽ sử dụng, khi có một danh từ C xuất hiện, các bạn bắt buộc đưa nó về một trong bốn trường hợp này. Ví dụ anh nói là cô ấy ăn một quả táo thì các bạn sẽ có là cô ấy ăn một cái an apple. Xong cái quả táo đó có độc thì các bạn sẽ có là the apple có độc. Còn có độc thì xử lý nào thì nó chưa đến loại từ các bạn xử lý được. Mới có danh từ thôi. Còn khi các bạn học được các loại từ rồi thì các bạn sẽ tự biết là chỗ đấy phải điền loại từ gì và các bạn đặt cái loại từ đấy vào đấy là xong. Đó. Thế là nguyên lý của chúng ta rất đơn giản là thay vì chúng ta phải học rất nhiều cấu trúc, các bạn chỉ cần biết được là cái loại từ đấy nó sử dụng như thế nào. Thì khi vào câu các bạn sẽ biết nó dùng suy ra tất cả các danh từ khác. Các bạn sẽ cũng có dùng cái dùng như thế. Đó, ví dụ như money này thì các bạn có nó là danh từ U, hoặc là các bạn có student chẳng hạn, nó là C này. Đó, thì vào câu các bạn sẽ thấy các trường hợp nó sử dụng. Ví dụ như là a này, student này. Đó, đây là students số nhiều này. Đó. Đây cũng a student, a medical hoặc a science student. Tức là nó sẽ đưa về một trong các trường hợp đấy. Còn một trường hợp nữa là các bạn sẽ chưa học thì khi nào học đến nó tính sau, là có trường hợp đứng tính từ sở hữu đứng trước này. Cái danh từ đấy thì xử lý như thế nào? Này là a student. À, a student. Đa số student này thì toàn dùng a đằng trước. A toàn đi dùng một. Đó. Thì các bạn nhớ nhá, một lần nữa này, danh từ C bắt buộc phải đưa về một trong bốn dạng của nó. Không được để một mình nó. Danh từ U thì không thay đổi gì cả. Đại từ. Đại từ thì có nhiều loại nhưng mà phần lớn chúng ta sẽ học là cái đại từ thông dụng nhất đó là cái loại đại từ để xưng hô, hay còn gọi là đại từ nhân xưng. Thì đại từ nhân xưng các bạn sẽ đầu tiên là về nói về đại từ tiếng nào cũng thế, nó sẽ có luôn ba ngôi, là ngôi một là cái người nói, ngôi hai là người nghe, tức là người nói chuyện ấy, người nói chuyện với mình ấy. Ví dụ như là anh đang nói chuyện với các bạn thì anh là ngôi một, các bạn là ngôi hai. Ví dụ anh nói về một cái bạn C nào đấy thì cái bạn đấy được nói đến ấy thì nó là ngôi ba. Đó, thì cái người được nói đến sẽ là ngôi ba. Thì tiếng nào nó cũng có ba ngôi, thì trong tiếng Anh nó cũng có ba ngôi kiểu như vậy. Ở cái phần riêng cái phần he she it này thì anh nhìn đậm lại một chút, nó là ngôi ba. Để sau này sang phần động từ thì xử lý của he she it nó sẽ có một số vấn đề liên quan đến việc xử lý cái chủ ngữ này. Nên là tí nữa chúng ta sẽ bàn về cái đấy. Rồi, đại từ thì có hai loại, loại đứng trước động từ các bạn dùng cột bên này. Loại sau động từ các bạn dùng cột bên này. Nghĩa giống y hệt như nhau, nhưng mà khi các bạn dùng thì nó sẽ khác nhau. Ví dụ các bạn nói là tôi yêu cô ấy thì tôi đứng trước động từ yêu, các bạn dùng cột bên này. Cô ấy đứng sau động từ yêu, các bạn dùng cột bên này. Đó. Bây giờ anh cho các bạn xem qua lại một lượt, phát âm lại cho anh nhá. Cái này có phiên âm ấy, nên là nhìn vào phiên âm. Pron này là ký hiệu đại từ. Danh từ thì có C hay U rồi, còn ký hiệu đại từ nó sẽ là pron. Ví dụ các bạn đánh chữ I vào đây nhá. Đó, thì đây là ký hiệu cho các bạn là chữ pron này này. Đại từ. Thực ra nó còn khá nhiều đại từ. Không phải mỗi cái đại từ này nhân xưng này, ví dụ các bạn đánh chữ somebody này chẳng hạn nhé. Này nó ghi cho các bạn là đại từ này. Đó, hoặc là this that thì this đâu thì đó này. Này nó ghi cho các bạn là đại từ này. Nó có nhiều đại từ khác nhau. Nhưng mà chúng ta chỉ học cái loại đại từ nhân xưng này đã. Đại từ này là cơ bản để xưng hô. Rồi, bây giờ các bạn xem qua phát âm lại cho anh mỗi bạn và đâm qua lại một lượt đi, tất cả những từ này anh hỏi qua một chút thì cho các bạn nhớ lại thì mình đang học những cái gì thôi. Đại từ này thực ra là phần lớn thì các bạn học tiếng Anh các bạn đều biết rồi, nhưng mà nhìn vào phiên âm phát âm lại cho nó đúng. Thì cái từ hai cái từ hay sai đó là từ she, các bạn hay phát âm là si, s này s dài, đưa lưỡi dưới she. Đó, còn từ ít thì đa phần chúng ta thì phát âm là ít thì chúng ta không nhân đôi chữ tờ, nên các bạn chỉ phát âm là ít. Đúng là it. Còn việc các bạn có cái phụ âm các bạn bật đúng ra thì nó sẽ liên quan đến cái việc nối âm nữa. Thế nên là phát âm từ. Các bạn muốn các bạn nghe tiếng Anh ấy, người ta hay nối từ chữ này sang chữ kia ấy. Thì nó không khó như ngày xưa chúng ta học là cô giáo bảo lấy chữ này nối với chữ kia. Chỉ cần các bạn phát âm đúng thôi thì nối nó sẽ tự động nó nối. Các bạn phát âm đủ nhanh thì nó mới nối được. Đó, thế nên là đừng có bỏ âm nào. Đúng đủ âm thì nếu các bạn nói nhanh âm thanh sẽ tự động nối. Đó, ok, giờ anh hỏi một bạn là phát âm cho anh các đại từ này xem nhá. Hà phát âm này thử anh nghe xem nào. Cái này thì cũng không khó lắm. I. Từ từ, anh hỏi. Tôi. I.
Cô ấy. She. Họ. They. Chúng tôi. We. Các bạn. You. Bạn. You. Nó. It. Ok, tốt, phần làm tốt đấy. À, anh cảm ơn. Rồi sang cột bên này là cột sau động từ, các bạn sẽ dùng những cái từ này. Này các bạn cũng tương tự phát âm lại cho anh một lượt. Tự phát âm. Hỏi qua một chút để cho các bạn bắt được lại cái nhịp của nó buổi học hôm trước. Mới có hai cột này thôi nhé, cẩn thận nhớ kỹ vì nhiều bạn sẽ nhầm cái cột này với cái cột của. Tí nữa các bạn học tính từ các bạn sẽ học đến cái cột của, ví dụ của tôi, của bạn, của họ, của chúng tôi, nhất là mấy cái từ chúng tôi này này thì nhiều bạn hay nhầm từ us với từ our. Học đến đâu thì viết đến đấy đã, nắm chắc rồi. Bạn phát âm giúp anh nhá. Quế nào. Dạ. Mì. Họ. Dầm. Chúng tôi. Us. Nó. It. Các bạn. You. Cô ấy. Her. Anh ấy. Him. Ok, cảm ơn. Một bạn khác. Đây còn 4 người này là nó quy thì một nhóm này thì làm nào xem hết nhỉ. À đây rồi. À, phố nào. Anh có ví dụ Việt chỗ nào có danh từ và đại từ các bạn xử lý giúp anh nhá. Xử lý hai loại từ này, bắt câu đó nhá. Hai loại từ này nó xuất hiện bây giờ anh sẽ tiếng Việt và xử lý cho anh những cái loại đại từ này. Rồi câu đầu tiên, cô ấy mua một quyển sách. Ở đây các bạn có từ cô ấy là đại từ, mua quyển sách là danh từ xử lý được, còn các từ khác đứng xử lý. Bắt đầu đi. She with a book. She. A book. A book. With she. Phát âm cẩn thận nhá, phát âm cẩn thận nhá. Tôi thích cô ấy. I. Her. Họ là những người bạn. They. You. Những người bạn cơ mà, có phải các bạn đâu. Những người bạn, người bạn là gì? À. We. À, friend. Rồi lại, họ là những người bạn. They, friends. Cô ấy ăn một quả táo. She, an apple. Quả táo đó có độc. The apple. Đó, lại the apple rồi đấy. Apple là nguyên âm, đứng trước mặt. The apple. The apple, đúng không? Rồi, thế bây giờ anh đố em câu này nhá. Ví dụ em đi chơi về, em đi bộ, mẹ em hỏi là xe đâu? Xe này xe máy nhá. Anh đố em trường hợp đấy, cái xe đấy em sẽ dùng trường hợp này. Xe đâu? Xe máy là để anh từ đếm được, em đưa một trong 4 trường hợp. Theo em, trường hợp này là trường hợp nào? Các bạn nhớ là có những trường hợp nó sẽ không xuất hiện một, đó, ấy hay là những. Em nghĩ là... Nó là danh từ C, các bạn phải đưa về một trong 4 trường hợp. The motorbike. The motorbike. Thứ nhất, nó là số ít, phải là hoặc the. Và thứ hai, ở đây anh sẽ giải thích cho các bạn một chút, nó gọi là thế nào là người ta gọi là mạo từ không xác định. Còn the gọi là mạo từ xác định. Không xác định có nghĩa là như nào? Tức là trong trường hợp các bạn không biết cái sự vật đấy thì các bạn dùng Thông thường một nó đại diện cho khá nhiều trường hợp, nhưng có những trường hợp nó không có nghĩa một. Ví dụ tôi là sinh viên không có nghĩa một. Đó. Thì các bạn cái câu đấy nó cũng là câu giới thiệu dành cho những cái sự vật không được xác định, nhưng người ta mới phải giới thiệu. Đó. Thì lúc ấy dùng Còn như trường hợp vừa rồi là xe mà đâu thì the, tại sao dùng the? Bởi vì là cái người nói người nghe biết cái xe đấy là xe nào. Đó, và khi chúng ta biết cái sự vật đó thì người ta sẽ phải dùng the. Thì đấy là có khi mà các bạn thực hành ở mức
mức nâng cao thì sẽ lúc các bạn sẽ phải viết những cái đoạn văn thì nó sẽ sinh ra cái trường hợp này. Vì câu nào các bạn nó sẽ dùng danh từ, đa số các bạn dùng danh từ thì lúc đấy xuất hiện rất nhiều cái lỗi sai liên quan đến over the. Thì lúc đấy nó mới có dịp để sửa. Còn bây giờ chúng ta chưa đặt nhiều câu thì nó chưa xuất hiện nhiều những cái lỗi này. Ok, rồi anh cảm ơn. Như vậy là xong danh từ, xong đại từ. Bây giờ các bạn sang động từ. Đây là thành phần quan trọng nhất trong tiếng Anh. Vì như anh đã nói rồi ấy, động từ là cái loại từ các bạn sử dụng xuyên suốt trong toàn bộ chương trình. Đấy nha các bạn nào học này. Động từ sẽ tạo ra câu đơn giản. Câu là phải có động từ. Đó, thì nó sẽ tạo ra ba cái câu này. Sau khi các bạn tạo ra câu đơn giản, các bạn chia cũng chỉ thực hiện trên cái động từ này thôi. Còn các thành phần câu khác các bạn giữ nguyên. Đó, nên là cái việc sử dụng động từ như nào rất quan trọng. Nào, hôm trước các bạn học xong cái bảng động từ này rồi. Giờ anh nói lại một chút. Động từ trong tiếng Anh các bạn sẽ có 3 loại. Loại thứ nhất là những động từ không tác động vào sự vật khác, người ta gọi là nội động từ. Loại thứ hai là ngoại động từ, những động từ ngược lại của nội động từ, nó sẽ tác động vào sự vật khác. Đó, vì nội động từ nó không tác động vào sự vật khác nên là sau nó là các bạn có thể kết thúc câu. Ví dụ như các bạn có từ go đi, các bạn nói tôi đi là câu các bạn kết thúc được. Come tới đến, đó, live sống, đây là những VI nó không tác động vào cái gì. Nhưng ngoại động từ thì ngược lại là nó tác động vào sự vật khác. Thì ví dụ các bạn nói là tôi có phải có cái gì, có tiền, biết, tôi biết thì biết ai, biết Lan, nói tiếng gì, thì nói tiếng Anh chẳng hạn, tiếng Việt chẳng hạn, học cái gì. Đó, học tiếng Anh, nhưng mà từ học tập này thì không cần thêm đối tượng đằng sau. Ví dụ các bạn nói là tôi học, hoặc là tôi học tập, các bạn không cần đối tượng, thì lúc đấy các bạn dùng cái này như VI. Nhưng mà tôi học cái gì thì các bạn dùng cái này như T, learn. Đó, thì phần lớn động từ trong tiếng Anh nó thuộc một trong hai loại này, nội động từ hoặc ngoại động từ. Ví dụ như là chúng ta lấy từ live chẳng hạn này. Các bạn thấy ở đây họ ghi sẵn cái này riêng, cái này từ điển tiếng Việt nó cũng có ghi nội động từ cho các bạn này. Đó, còn các bạn cần tra các loại. Đa phần thì sau này các bạn học nâng cao thì các bạn sẽ phải sử dụng từ điển Anh. Để các bạn xem loại từ và xem phát âm phiên âm. Này nó có phiên âm này. Còn loại từ thì kéo xuống đây. Đây nó là VI này. Cái ký hiệu là chữ I này là VI. Đó. Còn Anh thì anh ký hiệu là VI. Ví dụ như các bạn lấy từ mua chẳng hạn này này. Bài đây họ tiếng Việt mình cũng ghi là ngoại động từ này. Đó. Ở đây thì họ ghi cho các bạn là cả VI và cả VT. Tức là có lúc các bạn dùng như VI được, có lúc các bạn dùng như VT được. Đó. Thì ở đây anh cho danh sách một số những cái động từ cơ bản là nội động từ và ngoại động từ. Anh cho các bạn tự xem lại và phát âm một chút. File thì anh gửi chưa nhỉ? File anh gửi cho các bạn chưa? Như này chưa. Gửi chưa nhỉ? Hình như chưa gửi sao nhỉ? Thôi thế để anh gửi cho các bạn này. Danh từ này. Đại từ này. Động từ này. Bạn nào xem trên này nó nhỏ quá vì cái màn hình này anh thu hơi nhỏ, các bạn có thể tải về để đọc ở trên máy của các bạn cũng được. Đó, bây giờ xem qua phát âm lại một lượt các VI nhé. Sau đấy anh sẽ gọi một bạn. Còn em bảo bạn nào mà cảm thấy yếu thì luyện trước từ trên cái link anh gửi đi. Vì anh chỉ sử dụng những cái từ đây đặt câu thôi nên là học trước thì để cho nó chắc. Rồi bây giờ anh gọi bạn đặt giúp anh này. Huyền nào, Mi Huyền Mi nào, Mi Huyền. Dạ. Yeah. Okay. Để em nghe. Rồi tới đến. Come. Ở lại. Stay. Làm việc. Stay. Work. Chờ đợi. Wait. Phát âm lại cho anh 3 lần. Wait. Tờ wait. 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 Làm việc. Work. Ngủ. Sleep. Chạy. Sleep. Chạy. Run. Ok, anh cảm ơn. Tiếp theo các bạn xem cho anh các T. Tí anh sẽ nói cái loại cụm thứ 3 xong. Tự phát âm nhá. Ngày học hết lại rồi, anh không dành cho các bạn nhiều thời gian quá đâu.
Ok. Như Đặng Nhật, như Đặng Nhật. Có. Alo. Lương nào? Dạ, có. Hè, có. Học. Có. VT, nghỉ với ý. Lần. Yêu. Lần. Mua. Mài. Làm. Dùng. Nói. Bị. Rồi, cảm ơn. Hồng nè. Anh hỏi tiếng Việt, em phân biệt cho em nói cho anh cái từ đấy tiếng Anh và loại của nó là nội động từ hay ngoại động từ, VI hay VT. Biết. Mấy bạn này bật mic à, không học à? Duyên à? Biết. Dạ. Biết. Biết là nội động từ à? Tiếng Anh. VI. Tiếng Anh. No. No. Là VT ạ. Ừ. Ngủ. Sleep. VE. Cần. Need. VT ạ. Ừ. Chạy. Chạy. Run. VE ạ. Rồi. Anh lưu ý một chút này. Cái này anh thấy các bạn ở miền trong hay bị nhầm cái lỗi này này. Các bạn cẩn thận nhé. Cái âm A này này thì các bạn ở miền trong, từ khu vực miền Trung trở vào, anh thấy từ khu vực Huế trở vào trong ấy, thì anh dạy nhiều bạn ở trong miền trong thì anh biết là các bạn hay có xu hướng đọc cái chữ A này thành chữ ớ. Ví dụ chữ này các bạn sẽ có xu hướng đọc là chữ run, không phải là chữ run, nó là A thôi, không phải ớ. Run. Hoặc là cái này, từ này các bạn có xu hướng đọc là study, nó là study không phải study. Đó, cái này có thể các bạn sẽ có xu hướng đọc là come, nó là come không phải come. Lưu ý em, bọn em tự sửa cái âm này của mình khi liên quan đến a, bọn em có rất hay có xu hướng phát âm thành âm ớ nhé. Phát âm tiếp không anh? Dạ. Mua. Buy. VT ạ. Look. Anh chưa dạy từ look ở trong cái phần hai bảng này. Trông thấy, nhìn thấy, không phải là lúc. À, see. Ừ. VT ạ. Ok. Rồi, cảm ơn. Nào, dạ. Như vậy là phần lớn động từ nó thuộc hai loại này. Ngoài ra có một nhóm nhỏ khoảng 10 động từ thì anh xếp là một nhóm riêng, gọi là liên động từ, cái loại này chuyên để mô tả chủ ngữ. Ví dụ như tôi là sinh viên thì sinh viên chính là chủ ngữ. Cô ấy thì đẹp, đẹp chính là chủ ngữ. Đó, thì ở đây có từ be là thì, become trở nên, trở thành, feel cảm thấy, seem là có vẻ, look nom trông. Cho các bạn xem qua các cái động từ này. Động từ này thì anh chỉ cho 5 động từ này thôi, còn nó không có nhiều. Nên các bạn chỉ cần biết 5 động từ này mà chủ yếu là biết be là được. Rồi. Bây giờ bắt đầu vào này. Thì như các bạn thấy là câu nó phải có động từ, thế nên là từ ba cái loại động từ trên, vì chắc chắn khi các bạn nói một động từ bất kỳ ra, rồi anh lấy cho các bạn một động từ bất kỳ nhé. Ví dụ như từ support. Đó, khi tra động từ nhé, thì nó ghi đây cho các bạn là VT này. Đó, rồi từ ví dụ từ gì nó ít xuất hiện nhỉ? Revenge chẳng hạn đi, từ trả thù này đi. Đó, thì đây nó ghi là danh từ thì nên là U nhá. Còn động từ thì nó là VT.
Các bạn thấy từ gì các bạn search ra nó cũng chỉ nằm ở một trong những loại từ này thôi. Thế nên là động từ có 3 loại thì chắc chắn trong tiếng Anh chỉ tạo ra 3 câu, không có câu thứ tư. Bởi vì động từ kiểu gì câu là các bạn có động từ, và động từ chỉ có một trong 3 loại này, và thông thường chỉ có 2 loại này thôi. Thế nên là chắc chắn các bạn sẽ chỉ tạo ra 3 câu, một trong 3 câu sau. Câu thứ nhất là vì nó chỉ sử dụng nội động từ, mà nó nội động từ không tác động vào cái gì, nên các bạn chỉ được câu duy nhất là chủ ngữ, sau đấy đến nội động từ, câu kết thúc. Đó. Câu 2 vì nó dùng ngoại động từ, mà ngoại động từ thì nó tác động vào sự vật khác. Thế nên là các bạn có cái sự vật thì ra nó gọi là tân trực. Tức là hành động bị tác động trực tiếp, nên là nó gọi là tân trực. Trường hợp thứ 3 là trường hợp dùng VL, thì VL dùng để mô tả chủ ngữ. Thế nên là có cái thành phần đi kèm để mô tả chủ ngữ ở đằng sau nó, thì thành phần đấy người ta gọi là bổ chủ. Nên các bạn sinh ra câu 3 là chủ ngữ VL bổ chủ, và 3 câu này sẽ sử dụng trong toàn bộ chương trình của các bạn. Không có câu thứ 4, thứ 5 gì đâu. Nên sau này khi các bạn học xong tiếng Anh, các bạn sẽ thấy là câu nó tất cả nó đều phần lớn nó chỉ sử dụng trong những cái câu này thôi. Một trong 3 câu này của các bạn thôi. Nên nắm được 3 câu này là nắm được gần hết tiếng Anh. Rồi. Chủ ngữ VI, chủ ngữ VT tân trực, chủ ngữ VL bổ chủ. Trước khi vào đặt ví dụ thì có 4 đặc điểm sau liên quan đến đặt câu các bạn cần phải nhớ. Thứ nhất là về đại từ. Thì như các bạn học đại từ, các bạn thấy là cột bên phải này dùng trước động từ, cột bên trái này dùng sau động từ. À chết nhầm, cột bên trái dùng trước động từ, cột bên phải dùng sau động từ. Thì bây giờ khi nó xuất hiện câu thì các bạn thấy trước động từ bây giờ là chủ ngữ. Có nghĩa là danh đại từ vị trí chủ ngữ dùng cột bên trái, đại từ ở vị trí tân trực hoặc là bổ chủ dùng cột bên phải. Ví dụ các bạn nói là tôi yêu cô ấy chẳng hạn. Thì từ bây giờ sang câu này, thì trước khi vào phần đặc điểm, anh đặt một số câu tiếng Việt, các bạn xác định cho anh nó là câu mấy đã. Để tí nữa sang câu tiếng Anh đặt cho dễ. Dứa nào, phúc này. Ok, anh đặt một số câu nhá. Cô ấy ở lại. Câu mấy? Các bạn muốn xác định câu dựa vào động từ. Động từ câu này là ở lại thì nó là câu mấy? Đây là câu 1 ạ. Ừ. Tôi yêu cô ấy là câu mấy? Từ yêu là V gì? VT ạ. Đây, câu mấy? Câu 2 ạ. Ok. Cô ấy là sinh viên. Cô ấy là sinh viên. Câu mấy? Câu 3 ạ. Tôi biết tiếng Anh. Câu 2 ạ. Ừ, cô ấy cảm thấy buồn. Câu 3 ạ. Tôi có một con chó. Câu 2 ạ. Họ ngủ. Câu 1 ạ. Tôi cảm thấy mệt. Câu 3 ạ. Ok, anh cảm ơn. Ví dụ các bạn nói là tôi ngủ vì tôi cảm thấy mệt chẳng hạn. Các bạn có tôi ngủ là câu 1, tôi cảm thấy mệt là câu 3. Các bạn chỉ kết hợp hai câu lại là các bạn ra câu dài. Đó, tôi ngủ vì tôi cảm thấy mệt. Tôi là sinh viên và tôi học tiếng Anh. Tôi là sinh viên, tôi học tiếng Anh. Kết hợp với nhau bằng từ và. Đó, thì các bạn sẽ ra là một cái câu dài. Câu dài nó khó. Nó là câu kết hợp câu ngắn lại với nhau thôi. Tấm chắc câu ngắn mà. Rồi bây giờ trước khi vào đặt câu bằng tiếng Anh thì các bạn sẽ có 4 đặc điểm sau cần lưu ý. Thứ nhất là đại từ như anh vừa nói rồi. Đại từ ở chủ ngữ là trước động từ, bây giờ sẽ dùng cột bên trái. Đại từ ở vị trí tân trực bổ chủ sau động từ nằm cột bên phải. Đây. Ví dụ các bạn nói là cô ấy yêu tôi thì cô ấy là she, tôi là ai? Nằm ở đây. Tôi là, ví dụ đó là Lan chẳng hạn. Đó là trên đó là cô ấy chẳng hạn, thì cô ấy nằm ở vị trí bổ chủ là nó VL. Thế nên là sẽ là her nằm ở chỗ này. Thế không phải là she. Được chưa? Nói chung là cứ trước thì là cột bên trái, đúng theo thứ tự. Đây. Bên trái là đứng trước, bên phải là đứng sau. Thế thôi. Đặc điểm thứ hai là với ba cái trường hợp chủ ngữ là he she it, anh đã đánh động này này. Thì động từ nó sẽ thêm s. Động từ phải thêm s ở đằng sau. Đó. Động từ thêm s. Ví dụ như các bạn có cô ấy chạy thì các bạn sẽ là she run và thêm chữ s ở đằng sau chữ run này. Họ ở lại, họ thì they stay, they không phải là ba từ he she it. Nên là các bạn không thêm s, chỉ có they stay. Cậu ấy bơi thì he swim thêm s vào.
Bây giờ đọc chữ S là như nào thì đọc chữ S này y hệt như trường hợp đọc chữ S của số nhiều này này. Tức là sẽ nhớ cho anh 5, 4 cái trường hợp này. Thêm cái trường hợp thứ 5 là trường hợp này ít gặp lắm nhưng mà cũng cho nó cả vào. 4 trường hợp này sẽ đọc là S, động từ tận cùng một trong 4 trường hợp này sẽ đọc là S. Còn lại sẽ đọc là Z. Như vậy các bạn phải hiểu là trong tiếng Anh nó có hai cái thứ thêm S. Thêm S sau danh từ để chuyển sang nghĩa những, số nhiều. Và thêm S sau động từ đi với chủ ngữ he, she, it. Đấy là hai cái thêm S. Bây giờ anh sẽ có một số chủ ngữ đi với động từ và các bạn xác định cho anh xem trường hợp đấy có thêm S hay không. Và phát âm cho anh trường hợp S đấy. Được chưa? Hà nào. Anh cho các bạn nhìn động từ nhá. Rồi, đầu tiên là tôi cần. I need. I need. Ok. Cô ấy thích. I like. Cô ấy. She likes. She likes. Ok, thêm S. Họ chờ. Stay on. They wait. Cậu ấy nói. He speaks. Cô ấy trở thành. She becomes. Chúng tôi làm việc. They work. Chúng tôi. We work. Nó ngủ. It sleeps. Ok. It sleeps. Sleep có ép không? Có ép. Ok, sleeps. Rồi, như vậy là đấy là đặc điểm thứ hai các bạn cần được câu. Trong cái phần chia động, phần thêm động từ này thì có 4 động từ nó không thêm S. Là be, have, do và go. Thì nó không thêm S và nó có cách thay đổi các bạn phải học thuộc. Anh ở đây ghi là chia nhưng hiện tại thì anh chưa bản cho các bạn thì nó chia nó là cái gì đấy nhá. Các bạn chỉ biết là với chủ ngữ he, she, it thì động từ sẽ thêm S. Còn 4 động từ này thì sẽ không thêm S mà nó có cách thay đổi khác. Cách đấy như nào bây giờ các bạn xem nhá. Be thì đi với ngôi ba số ít, chính là ba cái trường hợp in đậm này, he, she, it. Bởi vì anh ấy, cô ấy và nó là ngôi ba và nó chỉ một người, nó gọi là số ít. Nên đấy gọi là ngôi ba số ít. Được chưa? Thì các bạn biến động từ be này thành is, chứ không phải là he, she, bees, không thêm s vào đâu nhé. Nó là he, she, e và it is. I thì biến thành am. Be biến thành am, các bạn sẽ có tôi là I am. You, we, they thì be biến thành are. Ok. Rồi, rồi cho các bạn phát âm cho anh mỗi từ này 3 lần nhá. Mấy cái từ chia này này. Is. Các bạn tự phát âm nhé. Is, cho quen mồm. Chữ y này rất nhiều bạn hay bỏ chữ s. Các bạn phát âm này. He y. Nó phải là he is. Cái này sai nhiều lắm. Phát âm lại cho nhiều vào. Is. Cho nó quen mồm. Rồi. Em. Cái này thì nhiều bạn hay phát âm là a nhưng mình mở rộng miệng trên dưới. O. You are, we are, they are. Chứ không phải they are, we are đâu. They are. Ok. Với từ have thì với he, she, it nó không phải là have thêm s mà nó biến thành chữ has. Các ngôi còn lại giữ nguyên là have. Các bạn phát âm cho anh chữ này 3 lần. Has. Liên tục vào. Sau này nó he has, she has, it has. Quen mồm. Rồi với từ go thì đi với he, she, it nó không phải thêm s mà nó thêm es. Và các bạn đọc thì thêm cho anh chữ z vào. Đọc là goes. Và phát âm từ này cho anh, các ngôi còn lại thì giữ nguyên. Nào, đọc cho anh từ này nhé. Goes. Phát âm liên tục. Ok. Với từ do thì đi với chủ ngữ he, she, it nó không phải thêm s thành does mà nó thêm es và đọc nó bị thay đổi cách phát âm thành does. Các ngôi còn lại giữ nguyên. Đó, he does, she does, it does. Rồi có nhiều bạn phát âm từ này là does cũng được. Phát âm does cũng được, does cũng được. Ok, phát âm cho anh từ này 3 lần này. Does.
Rồi anh cho xem lại bảng một lượt, xong thì anh sẽ hỏi một bạn phản xạ cho anh. Ok. Huế nào? À. Anh nói nghe tiếng Việt và em chuyển nó sang tiếng Anh cho anh giúp anh nhá. Tôi. Dạ vâng ạ. Tôi có. Alo. À dạ dạ. I Tôi có. I have. Tôi là. I am. Tôi đem lại cho anh 5 lần. Am. I am. I am. I am. I am. Cô ấy đi. I go. Cô ấy đi. She goes. Tôi là. I am. Họ là. They are. Cô ấy có. She has. Nó là. It is. Lại. Lại. It is. It is. Cậu ấy là. He is. Nó làm. It is. Nó làm chứ không phải nó là. Làm. It work. Làm đu cơ mà. À. It do. It do. Nó không thay đổi gì à? It she it mà động từ không đổi gì à? It. It do. It does. Con làm lại cho anh cái này bao lần. Does. 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 Rồi. Tiếp theo liên quan đến việc trọng âm. Thì trọng âm vì các bạn dự đạo học theo loại từ nên trọng âm sẽ dựa vào loại từ. Các bạn học được 3 loại từ là danh từ, đại từ và động từ. Thì danh từ có trọng âm. Đây bây giờ bàn đến cái nhóm bên trên này này. Danh từ có trọng âm. Đại từ không có trọng âm. Động từ có trọng âm. Như vậy các bạn sẽ có 2 loại từ trọng âm, tức là các bạn phải nhấn. Các bạn lưu ý là trọng âm câu nó khác với trọng âm từ nhé. Trọng âm từ là cái từ mà được đánh dấu trọng âm. Đó. Đây này trọng âm từ này, có trong tiếng Anh có hai loại trọng âm là trọng âm câu và trọng âm từ. Đây là trọng âm từ là cái dấu này nó đánh ở đâu thì nguyên âm đằng sau nó có trọng âm. Đây là trọng âm từ. Còn trọng âm câu thì là cái loại từ nào nó có trọng âm. Bất kể là nó có nói trong cái phiên âm nó có trọng âm hay không, ta không quan tâm. Miễn là cái loại từ đấy đúng là danh từ hoặc là động từ thì các bạn sẽ phải nhấn mạnh. Đó. Thì có hai loại từ có trọng âm là danh từ và động từ. Còn các loại từ khác có trọng âm như nào thì học đến loại từ đấy chúng ta tính, bây giờ chúng ta sẽ học đến. Được chưa? Đấy là về trọng âm thì các bạn sẽ có hai loại là danh từ và động từ có trọng âm, trừ động từ be không có trọng âm. Còn các trường hợp không có trọng âm là đại từ và cái từ mạo từ đây chính là từ ơ với từ dơ ấy. Đấy gọi là mạo từ. Còn cái lưu ý thứ tư là về nối âm. Nối âm này nó sẽ xảy ra với hai điều kiện là thứ nhất các bạn phải phát âm đúng và thứ hai là tốc độ đủ nhanh. Cái này thì anh sẽ nói qua cho các bạn bởi vì là cái này giáo viên, các giáo viên ở phổ thông hoặc có thể giáo viên của các bạn dạy nó sẽ có vấn đề một chút, các bạn nên cần phải lưu ý. Ngày xưa ví dụ như anh học chữ like đi với chữ it thì cô giáo bảo là lấy chữ like cái này này. Đó. Các bạn nối sang chữ it thì đọc thành like it. Cái này nó sẽ rất là khó hiểu cho ví dụ như là có bạn hỏi này. Thế chữ E biết đi đâu mà này, tại sao lại phải nối từ chữ K sang chữ X? Đó. Cái này rất là khó hiểu cho một số bạn. Bỏ chữ E đi đâu mà nối sang. Thì thực ra khi các bạn đọc cái từ này nó liên quan đến đọc, liên quan đến phát âm.
mà tất cả những thứ liên quan đến phát âm các bạn không dựa vào mặt chữ mà các bạn phải dựa vào phần phiên âm. Đó. Thì khi các bạn có phiên âm thì mọi thứ nó sẽ rõ ràng hơn ngay. Ví dụ các bạn có phiên âm là like và từ này là eat. Đó, thì khi các bạn có phiên âm vào thì các bạn thấy là sẽ hiểu là tại sao phải lấy K nối sang Y. Vì chữ like này trong phiên âm nó có chữ E. Đó. Và đọc thì tại sao lại đọc là like phải nối sang Y. Lúc nào cũng đọc là like kid. Thì thực ra các bạn, cái việc nối âm kiểu mà các bạn lấy mặt chữ các bạn cố gắng các bạn nối ra nên là sai. Bởi vì thứ nhất là phát âm không dựa vào mặt chữ mà dựa vào phiên âm. Và thứ hai, việc nối kiểu như vậy thì nó sẽ sai ở chỗ là ví dụ như anh đọc chậm. Anh mà đọc chữ like mà chữ sau anh đọc là kid thì nó ra chữ khác. Like kid. Nó là hai chữ khác nhau. Nó chỉ nối âm, nó chỉ xảy ra khi các bạn đọc đúng và đọc đủ nhanh thì nó sẽ nối, còn các bạn mà đọc chậm thì nó không nối được. Đó, bây giờ anh sẽ đọc cho các bạn xem quá trình nối âm nó xảy ra như thế nào nhé. Nó là hiện tượng tự nhiên chứ không phải là do hiện tượng cố gắng nối. Bây giờ chữ like này các bạn biết là phải nhân đôi đúng không? Đọc chữ like này, like. Từ này đọc là it. Bây giờ các anh sẽ đọc chậm này, like it. Xong rồi sau đó anh nhanh dần lên để các bạn thấy nó quá trình nối âm nó xảy ra như thế nào nhé. Like it. Các bạn thấy là khi nhanh dần thì cái chữ K này nó tự động nó bắt sang chữ Y này. Các bạn nhớ là muốn nó có cái đấy thì bắt hai điều kiện bắt buộc. Thứ nhất là phát âm đúng. Các bạn là phát âm là like, các bạn bỏ chữ K lần bật ra thì nó không có chữ gì để nối với chữ này. Đó. Thứ nhất là phát âm đúng và thứ hai là phải đủ nhanh thì nó mới nối âm. Còn đọc chậm thì nó vẫn là like it. Thì khi đọc nhanh dần thì tự động nó sẽ nối. Thế là cái việc nối âm ở đây anh không quan tâm lắm. Lý do là khi các bạn phát âm đúng từ thì tự động âm thanh nó sẽ nối ra. Còn các bạn phát âm sai thì chẳng có cái gì đâu mà nối. Thế nên là những âm cuối đừng có bỏ. Ví dụ các danh từ các bạn thấy nó có cái âm cuối là tờ này, đờ này. Các bạn mà bỏ những âm này thì không có cái gì mà nó nối sang đâu. Nối vì nó xảy ra tự nhiên mà. Thế nên các bạn từ này mà các bạn phát âm là friend thì không có đờ thì nó không có nối. Student không có tờ thì nó sẽ không có gì nối. Thế nếu đằng sau nó là nguyên âm thì thông thường nó sẽ nối sang ngay. Nhưng mà nếu mà các bạn không phát âm nó thì lấy đâu ra âm thanh mà nối. Đó, mà nối âm này thì các bạn nối nghe âm thanh tiếng Anh nó sẽ nối sang rất là nhiều. Nên là các bạn phải phát âm có cái âm cuối cùng ấy để mà nó nối. Đó. Như vậy là bốn nguyên tắc, anh sẽ nói riêng nguyên tắc cuối cùng này thì anh chỉ yêu cầu các bạn phát âm đúng. Còn nối hay không tự động nó sẽ nối. Dạ. Như vậy đầu tiên là về đại từ, là đại từ ở chủ ngữ dùng cột bên trái, tân trực bổ chủ dùng cột bên phải. Động từ đi với chủ ngữ là he, she, it thì phải thêm s ở đằng sau. Trừ be, have và do, go, cái này các bạn học thuộc. Trường hợp thứ ba là về trọng âm thì danh từ và động từ sẽ có trọng âm. Những vị trí này nếu mà xuất hiện danh từ thì có trọng âm, động từ thì chắc chắn có trọng âm, trừ từ be. Để bắt đầu sẽ vào đặt câu. Nào khi đặt câu ở cái bài hiện tại về động từ nó sẽ anh sẽ yêu cầu anh sẽ yêu cầu là các bạn làm một số việc cho anh như sau. Thứ nhất là khi anh nêu một câu tiếng Việt, các bạn phải xác định cho anh xem nó là câu mấy. Xác định câu thì các bạn dựa vào động từ thôi. Ví dụ như anh có câu là tôi cần tiền chẳng hạn thì các bạn có động từ cần là VT. Thế nên là câu đấy sẽ là câu 3, chủ ngữ VT tân trực. Đó, và sau đó anh sẽ viết lại sơ đồ đấy, các bạn điền cho anh đủ 3 thành phần chủ ngữ VT tân trực vào là được. Và sau khi các bạn hình thành được câu thì anh sẽ yêu cầu các bạn đọc trọng âm cho anh. Đúng trọng âm câu. Được chưa? Và anh sẽ dạy để cho các bạn luyện thạo cái phần đặt câu, bởi vì như anh nói rồi ấy, câu phức tạp nó không khó. Những câu bên dưới nó không khó, nhưng với điều kiện các bạn phải đặt rõ được cái câu đơn giản này đã. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào đặt từng câu một. Anh thì không dựa những cái phần bên dưới này, các bạn về nhà các bạn có thể làm thêm. Còn bây giờ anh sẽ lấy cái bảng động từ cho các bạn đặt. Rồi bây giờ anh có câu đầu tiên. Cho này nhỏ nhỏ lại tí nhỉ. Rồi anh có câu đầu tiên là tôi học tiếng Anh. Ok, những bạn khác thì có thể làm tắt, nhưng mà anh sẽ gọi một số bạn lên để
làm cho anh đủ các bước. Rượu nào. Đầu tiên xác định cho anh câu này là câu mấy. Dạ là VT. VT, hoặc là VT, như vậy câu này là câu mấy? Câu 2. Sơ đồ câu 2, đọc lại anh nghe nào. Nhớ không? Dạ chủ ngữ cộng với đồng, ngoài động từ cộng với tân ngữ. VT tân trực hoặc tân ngữ cũng được, gọi tân trực đi cho quen. Bây giờ em chỉ việc điền cho anh đủ 3 thành phần. Chủ ngữ là gì, VT là gì và tân trực là gì là sẽ xong chủ xong. Chủ ngữ là A. VT là gì? Study. Nào study là với VT đúng như các bạn. Learn. Learn. Tân trực là English. English có thêm ơi rồi thì không? Dạ không. Hỏi tại sao nó không thêm cái gì? Nó là danh từ đấy. Là bởi vì đấy là một tính của ngôn ngữ. Đấy nó không nằm trong cái lý thuyết nào anh dạy cho bọn em cả. Tại sao danh từ tiếng Anh lại không có ơ hoặc là dơ gì đằng trước? Danh từ có hai loại, là loại gì em có nhớ không? Dạ. Dạ danh từ số ít với danh từ số nhiều. Trời ơi. Xác định và không xác định. Và không đếm được. Chia nó là hai loại này thôi. Loại không đếm được sử dụng nó như nào? Loại không đếm được thì sẽ sử dụng cho những tên riêng. Anh có dạy em mấy cái đấy đâu nhỉ? Từ nãy giờ em có ngồi học không đấy? Có đúng không? Hay là có đi đâu? Danh từ đếm được có một trong bốn trường hợp sử dụng này, còn danh từ không đếm được chỉ có một trường hợp sử dụng duy nhất là giữ nguyên cái chữ đấy thôi. Chứ không có trường hợp anh dạy nào là danh từ riêng hay là danh từ gì cả. Từ tiếng Anh là không đếm được, thế nên là nó không có cái thêm cái gì đằng trước hay đằng sau nó cả. Dạ. Được chưa? Dạ. Bởi vì anh dạy này anh đổi tư duy của các bạn mình học ngôn ngữ đấy. Nó không học giống như những cái trước đây các bạn học đâu, nên là các bạn cứ lơ đà hoặc các bạn cứ đi đâu là không hiểu là anh đang nói cái gì đâu. Như vậy giờ anh hỏi lại, tại sao tiếng Anh không có ơ hoặc là dơ hay là có bất cứ cái gì thêm vào? Lý do? Trả lời lại anh nghe xem nào. Dạ bởi vì tiếng Anh là danh từ không đếm được nên mình không thêm ơ với anh đâu. Đúng không? Tiếp theo, bước cuối cùng là trọng âm. Bây giờ xác định cho anh ai có trọng âm không? Dạ, English là có trọng tâm, trọng âm. Anh hỏi là ai có trọng âm không? Dạ không. Đại từ không trọng âm, learn có trọng âm không? Dạ không. Động, learn là loại từ gì? Dạ ngoài động từ. Động từ có trọng âm không? Dạ không. Hình như nãy giờ em đi đâu hay làm sao mà anh giảng sao lại không nhớ được nhỉ? Động từ có trọng âm không? Em cũng bỏ luôn những cái kiến thức em đã từng học ở đâu đấy ở trong đầu của em ra để em mới có thể tiếp thu được kiến thức mới. Có thể anh nghĩ là em cũng đã từng biết rằng là danh từ có trọng âm rồi, nhưng mà về động từ thì em cũng không biết chẳng hạn. Nên là bây giờ nó có kiến thức mới vào em, mà nếu mà em cứ giữ những kiến thức cũ ấy thì nó sẽ sinh ra là em sẽ khó tiếp nhận được kiến thức mới. Anh có cảm giác là em đang có cái anh không rõ nhưng có cảm giác là như vậy, là em đang có cái kiến thức cũ nó gây ảnh hưởng đến cái việc tiếp thu kiến thức mới. Nên là theo anh là vì anh dạy theo một cái lối tư duy mới nên em cứ bỏ hết những kiến thức cũ đi để tiếp thu những cái mới và tập trung nó vào. Chứ với anh giảng cái phần động âm này cũng khá nhiều rồi đấy. Nên bây giờ anh hỏi lại, learn có trọng âm không? Dạ có. English có trọng âm không? Dạ có. Danh từ có trọng âm như vậy. Câu này có hai loại từ có trọng âm là learn mà. Dạ. Và English là hai. Cách đọc trọng âm, đây là khi các bạn có xong câu rồi, bây giờ cách đọc nó như thế nào? Thì như lần trước anh nói thì cứ sau trọng âm các bạn nghỉ một chút. Tức là cái câu này các bạn sẽ có hai nhịp trọng âm như thế này. Hai trọng âm thì có hai nhịp. Các bạn bắt từ I và learn được một nhịp, nghỉ một chút và sau đó các bạn đọc chữ English. Anh không cần các bạn đọc nhanh là I learn English, anh chưa cần những cái việc cái vội. Bây giờ anh cần các bạn đọc cho anh chậm
đúng trọng âm và đúng nhịp. Em thử đọc cho anh cái câu này anh xem. I learn English. Ừ. Các bạn sẽ đọc như thế này nhé. I bắt vào learn này, được một nhịp này. I learn, nghỉ một chút và đến English. I learn English. I learn English. Rồi dần dần các bạn sẽ đọc nhanh được là I learn English. I learn English. Thì các bạn thấy khi đọc nhanh chữ N này nó sẽ như cảm giác nó nối sang chữ in. Khi các bạn đọc đúng âm thanh nó sử dụng nốt. Đó. I learn English. I learn English. I learn English. I learn English. Đó. Thế là dần dần nó sẽ tự động nối. Rồi, một bạn khác. Rồi, anh cảm ơn. À, các bạn đấy, việc đặt câu nó sẽ theo bước đấy. Giai đoạn đầu anh cần các bạn đặt rất chậm nhưng mà đúng cho anh để các bạn còn biết cách đặt. À, Mỹ Duyên nào. Nhưng Mỹ Duyên nãy anh gọi không có sao? À, Phúc. Dạ có. À, Duyên đặt câu. Nãy anh gọi có. À, anh có câu thứ hai nhá. Cô ấy mua, cậu ấy đi. Cậu ấy mua một chiếc xe máy. Ờ, đầu tiên là câu này là câu mấy? Thưa anh là câu 2. Bài là VT. Rồi, sơ đồ câu 2 đọc lại giúp anh nào. Chủ ngữ cộng VT và tân ngữ ạ. Ừ. Các bạn cái giai đoạn đầu này nó chậm, các bạn cứ đọc lại sơ đồ để các bạn nắm chắc nhé. Bởi vì các bạn phải hiểu là sau này câu của các bạn nó đặt rất dài. Mà muốn dài các bạn phải xác định xem cái gì nó là những cái thứ chính. Những cái câu này nó là chính, nó phải đặt xong trước đã. Rồi các bạn mới đến mấy cái phụ. Nhưng khi mà các bạn câu mà các bạn không biết được cái gì chính, cái gì phụ ấy, thì các bạn sẽ không thể mở rộng được câu đâu. Cái này nó giống như móng nhà ấy. Nó sẽ giúp câu của nhà của các bạn cao lên. Nhưng mà móng của các bạn phải chắc cái đã. Cái ông lên thì nó bị đổ. Rồi bây giờ điền cho anh đủ 3 thành phần. Chủ ngữ của câu này là gì? He buy a... Từ từ. Anh hỏi từng phần một, không bị vội. Động từ VT. Buy. Em thấy em biết vấn đề gì của em ở đấy không? Buy. Đúng rồi, đó. Bước này thêm mét cho anh luôn. Sang tân trực. Motorbike. Đúng rồi. Âm. Hi có trọng âm không em? Dạ không. Buy động từ có trọng âm không? Dạ có. Có trọng âm không? Dạ không. Motorbike có trọng âm không? Dạ có. Đúng rồi, như vậy các bạn có động từ có trọng âm và danh từ có trọng âm. Hi là đại từ không có, là mã từ không có. Câu này có hai trọng âm tương đương với hai nhịp. Em đọc bắt hi vào bay nghỉ một chút, sau đây đến bắt vào motorbike nghỉ. Đọc thử nghe trước xem nào. He buys a motorbike. Lần nữa. Motorbike. Đọc lại motorbike hả anh? Đọc lại cho anh từ motorbike nha. Motorbike. Đọc cả câu. He buys a motorbike. He không có nhịp. He buys. Motorbike. He buys a motorbike. Đó. He buys a motorbike. He buys. Đó. Các bạn chỉ cần he nó giống như cái chạm các bạn nhịp đặt nhẹ chân không các bạn để bước sang bước tiếp theo. He buys a motorbike. He buys a motorbike. Thì khi các bạn đọc nhanh ấy, câu của các bạn thì hai thứ các bạn nghe thấy là buy và mode. Buys a motorbike. Buys a motorbike. Thì nếu mà khi các bạn nghe tiếng Anh thực tế nó chỉ có hai cái đấy thôi. Buys a motorbike. Đó, thì các bạn mới nghe được. Cái nhịp này cũng là nhịp của các bạn. Còn các bạn đọc là he buys a motorbike. He buys a motorbike. Các bạn không nghe được đâu bởi vì nhịp của các bạn khác quá. Rồi, cảm ơn. Rồi các bạn có mỗi bạn là đặt một hai câu cho nó nhớ. Phúc nào. Câu khác nha. Họ làm việc. Bây giờ anh không cho nhìn cái bảng này nữa, xem nó là câu mấy. Câu 1 ạ. Sơ đồ. They do. Anh sơ đồ, đọc từ cái bên kia sang đi.
Sơ đồ câu 1 là gì? Mà VT ạ. Nó đang ở bên này, dám bổ VT, câu 1 đi thế. À nhầm VI ạ. Đọc cho anh cái sơ đồ của nó là gì? Chủ ngữ cộng VI. Chủ ngữ cộng VI ạ. Đó. Rồi chủ ngữ. Đây ạ. VI. Đu. Trời, làm việc là đu á. Làm việc là VI hay VT em? VI ạ. Hay đu là VI hay VT? À, đây quốc ạ. Quốc, quốc đối tượng. Rồi trọng âm. Xác định cho anh cái từ nào. Trọng âm là từ quốc ạ. Rồi đọc cho anh một nhịp, bắt từ dây vào quốc luôn. They work. Lại nữa. They work. Ok, rồi, anh cảm ơn. Tôi trông thấy chàng trai đó. Ok. Hana. Câu. Câu 2 ạ. Sơ đồ. Chữ VT tân trực ạ. Điền cho anh ba sự ba thành phần. Chữ ngữ. Chữ ngữ là ai? VT. VT là C. Tân trực. Chàng trai đó. The boy. Trọng âm. Không có từng từ thì không có trọng âm, còn đọc từng câu là I see the boy. Xác định cho anh loại từ nào có trọng âm, bởi vì sau này bọn em đặt câu nó rất là dài, bọn em phải biết là những từ nào sẽ phải nhấn trong câu đấy. Loại từ nào trong cái câu này, từ nào có trọng âm. Hai loại từ là danh từ và động từ có trọng âm, thì tìm chỗ nào có danh từ, chỗ nào có động từ thì nó có trọng âm, còn loại khác thì không có. Bây giờ xác định cho anh từ nào trong câu này sẽ có trọng âm. The boy. Em thấy các từ này là toàn là từ đơn ấy anh. Đó. Thì nó không có trọng âm ạ? Đúng không ạ? Thế đây là những cái từ em biết. Thế ví dụ anh hỏi có câu này thì em xác định những từ nào có trọng âm. Cái câu này em thấy rất là dễ. Bởi vì nó chỉ có 4 cái từ cơ bản thôi. Nhưng bây giờ nếu mà anh chuyển sang câu dài này thì em đọc này, tất nhiên là nếu tôi thói quen thì em vẫn đọc được. Nhưng mà nếu mà anh hỏi những từ nào sẽ nhấn trong câu này em biết làm sao được. Đó. Thì bọn em phải biết là loại từ nào nó có trọng âm để em biết là em phải nhấn. Đây, ở đây nó sẽ có danh danh từ có trọng âm và động boy, danh từ và động từ có trọng âm. Như vậy nó sẽ có hai cái nhịp trọng âm ở đây. Đó. Và cái nhịp đọc của em nó là theo bản năng, nó là đúng, nhưng mà em phải đưa nó thành kiến thức, để còn những cái câu khác em không có bản năng thì em đọc nó sẽ bị, em không có kiến thức thì em sẽ không đọc được nó. Đây, ví dụ C có trọng âm nhé, boy có trọng âm nhé, em đọc I see. Sau đấy the boy thì theo cái bản năng của em là nó đúng, nhưng mà đưa nó về kiến thức để sau này con áp dụng trong trường hợp. Đọc lại cho anh câu này anh nghe này. I see the boy. Ok, lần nữa. I see the boy. Ok, ví dụ tương tự những trường hợp, những câu như này chẳng hạn, câu này anh không còn biết hết nghĩa, nhưng mà anh có thể xác định được này, trọng âm 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 này. Thế anh biết tất cả những cái loại từ này thì anh nhìn anh biết biết được vị trí này phải là loại từ gì. Thì anh biết là những từ này nó có trọng âm hay không, anh đọc được ngay có trọng âm. Đó, ví dụ câu này nhá, trọng âm này, trọng âm này, trọng âm này, trọng âm này, trọng âm này. Và cả cái này là một cụm. Ví dụ cái này là he swore check revenge on his political enemy. Thì đấy, nó có những cái nhịp trọng âm ấy, khi các bạn đã biết được loại từ rồi thì các bạn đọc trọng âm nó sẽ không bị sai. Nên nó là kiến thức. Ok. Câu tiếp theo, thực hành cho anh nó chắc đi. Hồng đặt cho anh nào. Anh có câu khác xem nào. Tôi là sinh viên à, không, cô ấy, tôi là sinh viên đi. Không làm chứ đúng không anh? Sao em? Không làm chứ. Không làm rồi anh. À, câu này câu mấy? Chắc cô bà. Đọc lên sơ đồ câu 3 lại đi cho nó nhớ. Chủ ngữ bé lơ. Bồ.
bộ chủ ạ. Ờ, bộ chủ điền thêm ba thành phần chủ ngữ. I. Đây là. I am. Bộ chủ. Student. Ok, student. Xong chưa? Yes, xong rồi ạ. Sai. Dạ. Em biết em sai ở đâu không? Sinh viên là đếm được hay không đếm được em? À, không đếm được ạ. Sinh viên không đếm được. Có ạ. À, có đếm được thì có thể để mình đứng này không? Chắc không ạ. Không, thế bây giờ em phải đưa nó về một trong bốn trường hợp của nó. Trường hợp nào đây? Tôi thì bỏ tất cả các trường hợp những đi rồi, nó còn một hoặc đó ấy thôi. Tôi ạ. Ờ, thế thì thêm chữ gì vào? I am a student. Đó, thì đấy các bạn ơi, những cái giai đoạn đầu này các bạn sai những cái nhỏ nhỏ này này, dần dần các bạn rút kinh nghiệm. Thôi chấp nhận giai đoạn đầu nó sẽ bị sai, sai để biết sửa. Bây giờ trọng âm. Nếu bạn không theo anh hỏi từ trả lời nhá. Ừ, student có trọng âm đúng không? Dạ. Em có trọng âm không? Không ạ. Ừ, tất cả các động từ có trọng âm trừ từ be. Bây giờ em đọc làm sao, nhấn cho anh một im âm duy nhất âm này. Đọc cho anh nghe xem. I am a student. Đúng rồi, lại lần nữa. I am a student. Ok, tốt, anh cảm ơn. Yeah. Ờ, Ánh Nguyệt nào. Dạ. Yeah. Anh lấy một câu khác xem nhé. Cô ấy cần tiền. Cô mời em. Dạ, anh là cô sĩ. Oh, đừng dịch luôn, không cần dịch. Anh động từ này, để xem nó là về gì, thì xem ra gì ra câu. Câu hai. Đọc lên sơ đồ. Dạ, chủ ngữ công vệ tế công tấn trực. Bạn này cứ phải đặt chậm chậm cái này thôi để cho nó chắc đã. Điền cho anh các thành phần. Dạ, sĩ. Phát âm lại 5 lần từ này. Đưa lưỡi tới she. 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 Dạ, knit. Thêm gì không? Knit shirt. Bước này các bạn tập thêm luôn nhé. Tân trưởng. Dạ. Money. Có thêm mình. Gì không? Dạ không, cần đi không định được. Trọng âm. Dạ. Đồng tư. Đồng tư. Knit và money. Dạ. Ở đây nhá. She needs money. She needs money. She vẫn là she. 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 Này khó, cái này bởi vì là từ trước rồi bọn em được bắt đầu mà she khó sửa lắm. Dạ. Để tâm vào mà sửa thôi chứ còn sửa. She. 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 Dạ. Liên tục thế lưỡi nó quen. Chỉ có một cách sửa thế thôi. Chả có cách nào thuật gì liên quan đến việc. Các bạn lưu ý là học từ vựng hay là học câu các bạn thì người ta có thể cung cấp cho các bạn các cái mẹo để nhớ từ, mẹo để tạo câu. Nhưng các bạn nhớ nó không phải là kiến thức, nó chỉ là cái mẹo thôi. Và nếu mà các bạn không, những cái trường hợp khác có thể người ta dựa vào đấy người ta lừa các bạn, hoặc là các bạn không biết tương tự với những trường hợp khác. Đó. Thế nên là phải đưa nó thành kiến thức của mình. Và chỉ có một cách nhất là sai thì sửa luyện thôi. Chưa biết thì học vậy thôi, có gì đâu. Bây giờ cái trường hợp này của em nó đang bị sai từ she thì cứ luyện nhiều lần vào, lần sau gặp lại luyện. Tất nhiên là nó cũng sai đến anh, thậm chí đôi lúc em vẫn nhầm cái từ này mà không thể sửa được ngay vì mình phát âm sai quá lâu. Rồi, phát âm cho anh nhá. She needs money. She needs money. She needs money. Đấy, khó đúng không? Vừa phải lo she để vừa phải lo z, cái này nó hơi khó. She needs. Phát âm cho anh này. She needs. She needs. Khó đúng không? Dạ, định âm V tập thế. Ok. Rồi đọc lại cho anh một lần nữa đấy. Cái câu này lần cuối đó. She needs money.
Nghe âm thanh khó khăn quá. Cứ tập thêm nhá. Rồi, cảm ơn. Dạ. Lương nào? Để anh xem giờ. Cô gái đó thích âm nhạc. Không, từ 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 từ, đổi đi, không có thích nhạc nhẽo gì đây cả. Thích chó đi. Câu này khó đấy nhá. Hạn đấy. Đầu tiên là sẽ định danh câu đã. Bước cơ bản. Các bạn khác có thể đặt luôn cũng được, nhưng mà tự chỉnh phát âm của mình xem cái... Tức là các bạn cứ đọc câu 1, lần 1 thì các bạn đọc tạo câu, lần 2 các bạn đọc lại đúng trọng âm thì xem tí so với bạn. Câu loại 2. Lớn. Mấy em? Loại 2. Đọc lên sơ đồ câu 2. Chủng ngữ cần cho VI. Cần cho một... Câu 2 dùng VI á? VT. Qua thành phần còn lại này. Điền thanh vào đây. Chúng ước. The girl. The girl. Like. Có thêm gì không? Cái đó mà em dùng trường hợp nào đây? Đúng rồi, thích nhiều con chó đúng. Ở đây có một cái nữa anh nói cho các bạn này. Trường hợp các bạn biết là he she it thì thêm mét thì đúng rồi, nhưng ở đây là một cái danh từ số ít. Tại sao nó cũng lại thêm mét? Giống he she it à? Đó. Tại sao lại cái này có phải là he she it đâu mà cũng thêm mét và động từ. Để các bạn hiểu bản chất của cái he she it này, nó là ngôi ba mà nó là số ít. Người ta không gọi, không phải là chia với he she it, mà người ta gọi là chia với ngôi ba số ít. Thì cô gái đó không phải là người nói, cũng không phải là người nghe, mà người được nói đến, tức là ngôi ba. Và nó là số nhiều hay số ít? Một người tức là nó cũng là ngôi ba và số ít. Thế là động từ các bạn vẫn thêm s như bình thường, giống như he she it. Đó. Thế nên là cái việc thêm s này, cái bản chất của nó chính là dành cho một cái ngôi ba và số ít. Thế vậy các bạn lưu ý là tất cả các danh từ số ít nếu làm chủ ngữ, động từ cũng vẫn thêm s bình thường. Với cô gái đó, một chàng trai, chàng sinh viên đó đều là thêm s với động từ hết. Để việc tiếp theo xác định cho anh trọng âm nào. Giờ like. Rồi gì nữa? Đọc. Hết chưa? Hết chưa? Bỏ. Từ là từ nào có trọng âm em? Dạ. Loại từ nào có trọng âm? Dạ, động từ, danh từ. Động từ với cái gì nữa? Dạ, danh từ. Cái này là loại từ gì? Danh từ. Có trọng âm không? Dạ có. Câu này có mấy nhịp em? Dạ, 3. Đọc cho anh nhìn ba nhìn nhá. Cứ bình tĩnh mà đọc thôi, không việc gì phải the girl like dog. Chưa cần thiết. The girl like dog. Mấy cái chữ S thì phải đọc nhá, chữ S của like đọc là S, chữ dog đỡ chữ S của con chó đọc là Z. Đọc lại. The girl like dog. Còn nữa, nhanh hơn xíu. The girl like dog. Ok, rồi tốt. Okay, thêm câu nữa nhỉ? Còn bạn nào chưa xác định không nhỉ? Phố nào? Một câu. Dạ. Rồi. Chàng trai đó trở thành giáo viên. Mấy em? Câu 3. Sơ đồ đọc anh nghe nào. Chủ ngữ cộng với này niên động từ cộng với này bổ chủ ạ. Rồi, điền cho anh 3 thành phần. Chàng trai đó. The boy.
là đi cầm. Đúng rồi, thế mét luôn, tốt. Bộ chủ. Giáo viên là the teacher. À, the teacher hả? A teacher. Ừ, đúng rồi, a teacher. Một giáo viên chứ không thể nào giáo viên đó được ạ. Đúng không? Trọng âm là tất cả những từ có trọng âm teacher với lại become. Thấy chưa? Boy à? À, boy là danh từ có trọng âm hết chứ, đúng không? Vâng. Mấy nhịp? Ba. Rồi, đọc ngắt cho anh mình ba nhịp này. The boy becomes a teacher. Rồi, lại nữa. The boy become a teacher. À, bắt đầu đọc minh tinh rồi đấy, chưa đọc nhanh được. Become thiếu S. Bạn đọc chậm thôi. The boy becomes a teacher. The boy, the boy a teacher. Nó dần dần nhanh lên, chữ S nó sẽ nối âm. The boy become a teacher. Nhanh hơn tí nữa. The boy becomes a teacher. Nhanh hơn. The boy becomes a teacher. Đó, thế là được rồi. Tầm đấy là được rồi. Rồi, anh cảm ơn. Đó, như vậy là các bạn học xong động từ, cái loại này nó quan trọng nhất. Những bạn nào mà cảm thấy chưa yên tâm về cái việc tạo câu thì làm bài tập ở dưới đây này. À, các bạn là ví dụ câu tôi đi, các bạn xác định cho anh là câu mấy. Câu 1, ghi sơ đồ ra là chủ ngữ VI, sau đó điền chủ ngữ. Đấy, ví dụ như này nhá. Rồi câu này anh sẽ ghi là câu 1 này. Đấy là anh ghi ở chỗ này ra là sơ đồ là chủ ngữ. Chủ ngữ VI này. Sau đó anh bằng là chủ ngữ là ai, VI là go này. Và trọng âm ở đây là có từ go. Anh đọc, anh sẽ ghi là, anh sẽ đọc lại là I go. Cái bước đầu này anh nói lại cho các bạn là nó rất quan trọng, bởi vì là nó sẽ giúp xác định được cái câu thành phần chính của cái câu này là gì. Bởi vì các bạn sau này các bạn có câu của các bạn nó dài, nó phải có thành phần chính trước, sau đó nó câu nó dài. Ví dụ anh lấy bừa một câu như này nhá. À, đây một cái câu dài như thế này đi. Câu này chỉ là một câu đơn giản, nó chỉ là một loại câu này thôi, một trong những câu này. Nhưng tại sao nó lắm thành phần đấy? Bởi vì nó thêm nhiều các cái thành phần lẻ tẻ nó đặt ở đằng sau. Đây ví dụ như câu này nhá, các bạn muốn xác định nó là câu mấy này, các bạn sẽ dựa vào động từ chia của cái câu đấy, từ take hoặc từ got hoặc từ exact là động từ của câu, thì nó sẽ có chủ ngữ VT tân trực đó. Thì các cái thành phần tiếp theo là cái thành phần phụ, nó sẽ nằm ở đằng sau rồi này. Như ở đây là giới hữu danh, một cái giới hữu danh này, hai cái giới hữu danh này, living for living her đó. Hai cái này cũng là giới hữu danh, cái này nó là dần thêm in để tạo thành danh từ cho một cái động từ. Đây là giới hữu danh. Và trường hợp từ ly và này nó cũng là VT, thế là nó có tân trực của chính nó nữa. Nó vừa là danh từ nhưng nó vừa là VT, thế nó có tân trực của chính nó. Đó, xong nó lại thêm một giới hữu danh nữa. Nó thêm một giới hữu danh nữa. Tức là cái này nó thêm cho các bạn 4 giới hữu danh, 1, 2, 3, 4. Đó. Thì các bạn thấy không, khi các bạn nó nắm rõ được cái việc tạo câu cơ bản thì nó dù nó dài như kiểu gì thì dài đi chăng nữa, nó cũng chỉ là một trong những cái câu này thôi. Đó, và khi các bạn phân tích được những câu này có nghĩa là các bạn có thể đặt được những câu tương tự cái loại như này. Đó. Thế là anh bảo là đừng có ham câu dài vội, các bạn nắm chắc câu ngắn thì các bạn sẽ sinh ra được câu dài. Ví dụ như anh lấy câu này nhé. Chủ ngữ này, one là VT. Những trường hợp này nó khác một chút, là cái tân trực của nó dùng thêm cái loại từ khác, nó gọi là động từ nguyên thể của to. Nó cũng dùng một cái loại động loại khác làm tân trực, không phải danh từ, không phải đại từ, mà một cái loại từ mà các bạn chưa học, đó là động từ nguyên thể của to. À, to get. Mà get này là bản thân nó là VT nên nó lại có tân trực của chính nó là revenge. Nên đây lại có một cái VT tân trực nữa. Như vậy đấy, các bạn có chủ ngữ này, VT này, cả cái cụm này tương đương với tân trực. Đó, nó xong câu 3 này. À, xong câu 2 này. Tiếp theo nó có giới hữu danh. Đây. Đây là cái thành phần mở rộng, các bạn thêm bao nhiêu cũng được. Early là chạm. In the season là một cái giới hữu danh nữa. Đấy, các bạn thấy không? Khi các bạn đã nắm được cái cách nó tạo ra cái thành phần chính của câu ấy, thì những cái câu các bạn nó khó khăn kiểu gì các bạn cũng phân tích được. Anh bảo rồi, đừng ham câu dài vội, nắm chắc cho anh câu ngắn mà. Khi các bạn nắm được câu ngắn thì cái việc câu dài không có gì khó.
Nhìn nó viết ly kỳ rùng rợn thế này thôi, nhưng mà thực ra nó chỉ là những câu ngắn ngắn thế này thôi. Để các bạn nắm được những cái cách tạo câu đơn giản thì những cái câu này nó nói chung nó cũng đơn giản thôi, không có gì khó cả. Rồi bây giờ tiếp theo sang loại từ thứ ba, thứ tư là tính từ. Thì bây giờ đầu tiên là chúng ta cũng phải học tính từ trước đã. Thôi hôm nay thì anh cho các bạn thời gian học từ, bởi vì mà các bạn chỉ học có 1 tiếng rưỡi mà thời gian nó đặt câu nó khá lâu, thế nên là anh yêu cầu buổi sau tất cả các bạn học ở trên này giúp anh học xong cái bảng này đi, để các bạn tiết kiệm thời gian học từ. Các bạn chỉ cần thời gian các bạn đặt câu thôi, không học từ nữa. Vì bây giờ như các bạn thấy, ví dụ anh bật cho các bạn file tính từ nhé, hay nó lại có một bảng tính từ nữa. Và các bạn lại, nếu mà anh lại bỏ thời gian cho các bạn phát âm mỗi từ 3 lần do anh kiểm tra nghĩa thì rất tốn thời gian. Thay vì cái việc đấy các bạn có thể làm ở nhà, nó không tốn của các bạn quá nhiều thời gian đâu. Cái 130 từ thì các bạn mất khoảng 30 phút rồi các bạn học xong thôi. Đó, thì học cho anh hết cái này đi. Ở đây thôi bắt buộc đi. Để các bạn học thì điểm của các bạn sẽ ở đây, anh biết người nào học người nào không. Được chưa? Đây ví dụ như là anh hôm trước anh thực hành cho các bạn một tí thì điểm nó hiện lên đây. Nếu các bạn chưa làm thì đây chẳng có ai học, nó có điểm đâu. À, thì học đi để cho nó có điểm, để anh biết là các bạn đã học bài. Thì học ở đây các bạn đã học đến tính liên động từ rồi, thì phần còn lại các bạn học tính từ sở hữu, trạng từ và giới từ. Thì khi các bạn học cái này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho anh, để anh cho các bạn tập đặt câu thôi nhá. Nên các bạn học đi giúp anh. Ở đây nhá, anh sẽ nói cho các bạn một số loại từ trước này. Tính từ thì nó sẽ ký hiệu trên này là ADG. ADG nó ký hiệu đánh từ của viết chữ tắt của chữ adjective. Thế nên là khi các bạn kích vào đây các bạn sẽ thấy ở trên tính từ sở hữu thì từ nhá. Anh quay lại một tính từ đi. Lại nhầm. Đây. Anh ký hiệu cho các bạn là chữ ADG. Các bạn nhớ cái ký hiệu nhá. VL thì ký hiệu là liên động từ thì ký hiệu là VL này. Nội động từ thì V ngoại động từ thì ký hiệu là VT này. Tiếp theo sang mấy cái loại từ các bạn chưa học này. Tính từ thì ký hiệu ADG nhé. Tính từ sở hữu cũng là tính từ, ký hiệu là ADG. Mấy cái của này này anh tách riêng thành một nhóm luôn. Trạng từ thì ký hiệu của nó sẽ là chữ ADV, viết tắt của chữ adverb. Học luôn giúp anh cái này để các bạn dành thời gian để đặt câu. Đây, trạng từ đây. Và loại từ cuối cùng để đặt câu là giới từ. Nếu mà các bạn học xong thì buổi sau các bạn có thể học một loạt tính từ, trạng từ và giới từ trong một buổi luôn, nó sẽ rất là nhanh. Đây, các giới từ anh cho đây, ký hiệu của giới từ sẽ là prep, cái tắt của chữ preposition. Nói chung các bạn nhìn cái loại từ này mà cái ký hiệu này các bạn sẽ biết loại từ của nó là gì. Còn dùng đấy thì các bạn nhìn nhé, ví dụ nhá. Loại từ khi các bạn đã biết thì các bạn chỉ cần nhìn cái này các bạn sẽ ra này. Trạng từ, loại từ tiếp theo này. Tính từ nó sẽ nằm ở vị trí này. Trạng từ nằm ở vị trí sau 3 câu, các bạn đặt xong 3 câu các bạn thêm trạng từ vào, như vậy cái này nó chỉ là thành phần phụ, nó không nằm trong câu, nó là thành phần phụ. Thêm bao nhiêu thì thêm, bỏ đi cũng được, không ảnh hưởng đến câu chính cả. Rồi tiếp theo giới từ các bạn cũng thấy là nó đi kèm với danh từ và nó cũng nằm sau 3 câu giống như trạng. Thế là khi các bạn đã học hết các loại từ đến giới từ này, các bạn đã nắm xong toàn bộ về việc tạo câu đơn giản rồi. Đó. Như anh phân tích mấy câu vừa rồi các bạn sẽ thấy là nó cũng chỉ sử dụng những cái sơ đồ, 3 cái sơ đồ này thôi. Nó không có gì khó đâu. Rồi bây giờ học luôn, học cho anh nhá. Anh gửi lại cho các bạn cái link này một lần nữa này. Thôi hôm nay thì điều kiện học là bắt buộc đi. Thì các bạn, anh để cho các bạn tự do này, các bạn cũng chẳng học đâu. Học đi cho nó tiết kiệm thời gian. Và các bạn học nhớ này, điều kiện bắt buộc là phải phát âm theo, nghe âm thanh và phát âm theo, để sao cho khi mà các bạn đặt câu, cái âm thanh của các bạn nó sẽ tự động đúng với cái phiên âm này, nó không sai nữa và nó luôn luôn là sẽ là như thế. Cái này nó sẽ hay ở chỗ là nó bắt lặp lại. Dành ví dụ lại cho các bạn xem nhá, để cho tất cả các bạn xem, mà quên gửi link thì đã. Đó, anh gửi link cho các bạn rồi nhá, về kích vào đấy mà học. Tạo tài khoản cho mà học. Ok, ví dụ từ này nhé. Bây giờ anh học cho các bạn xem này. Boy. Đã, nghe âm thanh, phát âm thanh. Boy. Boy. Friend. Friend, các bạn nghe thêm đờ không? Đa số các bạn chỉ phát âm đến đây thôi. Nhưng nếu các bạn nghe kỹ và đọc đúng thì các bạn sẽ thấy là friend. Từ lần sau các bạn phát âm theo, cứ friend. Friend.
friend. Thì sau này nối âm tự động cái âm đờ nó sẽ nối sang. Đó, bây giờ đánh vào. Boy. Boy. Friend. Friend. Cứ nghe thêm âm thanh để đọc theo. Student. Đó, nghe thêm tờ không? Student. Friend. Friend. Student. 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 Đó, bây giờ cái này thì chọn mặt chữ phiên âm với lại loại từ. Cái này các bạn không cần xếp đúng thứ tự cũng được. Student. Student. Teacher. Teacher. Book. 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 Teacher. Teacher. Đánh chữ lại. Teacher. Book. Book. Student. Student. Book. 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 Đó, các bạn làm tương tự như vậy cho đến khi các bạn hết những cái loại từ cơ bản này. Để đặt câu cho nó nhanh, với lại các bạn cũng trang bị được một nhóm từ vựng cơ bản để sau này các bạn có thêm từ. Đó, thì giờ cái loại từ tiếp theo các bạn sẽ học là tính từ. Ở đây thì giờ thì cũng hết giờ rồi mà học thì cũng không học thêm được. Như vậy là các bạn về các bạn sẽ học thêm cho anh cái tính từ ở trên này đi nhá. Tiện anh nói luôn này, những bạn nào mà vì cái phần từ vựng này các bạn học đã xong đến liên động từ rồi, thế nếu các bạn muốn học cái còn lại ấy, thì các bạn sẽ phải kích vào từng bài một để các bạn học. Ví dụ vào tính từ nhá, các bạn sẽ học những cái từ này, nó sẽ học xong beautiful thì nó có 5 từ. Thì sau khi 5 từ ấy mà các bạn tiếp theo, nếu mà trên điện thoại mà các bạn ấn vào học từ mới tiếp ấy, thì nó sẽ quay về, ví dụ như trong trường hợp của anh là nó sẽ quay về từ danh từ nó học tiếp, chứ nó không học từ tính từ. Nên các bạn muốn lại học lại tính từ, các bạn lại phải vào tính từ xong các bạn kích vào học những cái từ của bài này thôi, chứ không học những cái từ của bài cũ. Còn nếu mà các bạn học lại những bạn nào mà học được hết luôn từ đầu thì tốt. Đây, học từ đây xong qua một lượt học hết đến đây luôn. Các bạn có từ hôm nay thứ tư mà, nên là chịu khó tí thì chúng ta sẽ khi các bạn đã biết đặt câu, tức là nó chỉ có chậm ở cái bài đặt câu cơ bản này thôi này. Cái phần động từ này nó chậm bởi vì là chúng ta cần phải biết cách đặt câu cơ bản đã. Còn từ đấy trở đi thì khi các bạn đã có tạo được cái câu cơ bản này thì toàn bộ những cái còn lại nó học sẽ rất là nhanh. Nên là các bạn học được từ vựng thì anh sẽ đẩy nhanh tốc độ được cho các bạn. Nha. Ok, các bạn về học từ vựng giúp anh này. Nhớ là khi học phát âm theo âm thanh để các bạn sẽ thoát ly khỏi phiên âm, không phụ thuộc vào nó nữa. Khi đặt câu miệng của các bạn nó sẽ tự động bật ra cái từ đấy và nó không cần phải nhớ phiên âm. Được chưa? Rồi, thôi hôm nay các bạn nghỉ ở đây nhá. Chào các bạn. Yeah.